Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Nổ khí gas tại tòa nhà 13 tầng ở Mỹ, ít nhất là 7 người bị thương. Ít nhất có 7 người đã bị thương trong một vụ nổ, được cho là do rò rỉ khí gas ở thành phố Youngstown, tiểu bang Ohio của Mỹ. Trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Một vụ rò rỉ khí gas đã gây ra một vụ nổ lớn ở trung tâm thành phố Youngstown, tiểu bang Ohio, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 28 tháng 5 giờ địa phương. Vụ việc đã làm nổ tung tầng dưới cùng của tòa nhà 13 tầng và làm ít nhất 7 người bị thương, khiến cho các mặt cửa kính vỡ tung lên và nhiều mảnh vỡ đã bị hất văng ra ngoài đường. Tầng 1 của tòa nhà nơi có chi nhánh ngân hàng Chase đã bị phá hủy sau vụ nổ. Theo WFMJ, chi nhánh của NBC News ở thành phố Youngstown, hai người gồm một nam và một nữ đã mất tích sau vụ nổ. Trưởng phòng cứu hỏa thành phố Youngstown Barry Finley nói với các phóng viên tại hiện trường, một máy bay không người lái của sở cảnh sát đã được sử dụng để quan sát tầng hầm bị nổ tung của tòa nhà, nhưng có rất ít thứ có thể được nhìn thấy. Ông Finlay nói, sàn nhà đã bị sụp xuống, không còn gì để nhìn nữa, nên thành thật mà nói, chúng tôi không biết liệu hai người này có ở dưới đó hay không. Người phát ngôn của bệnh viện Jennifer Robinson cho biết trong một tuyên bố rằng, bệnh viện Mercy Health đang điều trị cho 7 bệnh nhân, một trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Và bà cho biết bệnh viện đang theo dõi tình hình và làm việc với các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương để ứng phó tại hiện trường. Bà Robinson nói, trái tim của chúng tôi hướng về những người bị ảnh hưởng và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những người gặp khó khăn vì sức khỏe của bệnh nhân và toàn bộ cộng đồng Youngstown luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Video an ninh từ một doanh nghiệp gần đó đã ghi lại khoảnh khắc vụ nổ khí gas trên một con phố vốn yên tĩnh, không có xe hơi nào đậu trên con phố liền kề và những làn khói xám bốc ra từ cửa sổ. Cơ quan quản lý khẩn cấp quận Mahoning thuộc tiểu bang Ohio thông tin trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng đó là một vụ nổ khí đốt tự nhiên, tình hình ổn định và vẫn trong tầm kiểm soát. Theo công ty tiện ích Enbridge Gas Ohio, các nhân viên của công ty đã được thông báo để ứng phó với vụ nổ được báo cáo lúc 14 giờ 15 phút. Nhưng chưa rõ nguyên nhân vụ nổ vào thời điểm đó. Cảnh sát Youngstown yêu cầu người dân tránh tiếp cận khu vực trung tâm thành phố. Chính quyền từ bang Ohio cho biết sẽ nỗ lực mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hai cha con gốc Việt đã được xác định là nạn nhân của một vụ tông xe chết người ở Milpera sau vụ tai nạn giữa xe công nghệ và xe bán tải. Một người cha và cô con gái nhỏ của ông đã được xác định là nạn nhân của một vụ đụng xe chết người giữa một chiếc xe công nghệ và một chiếc xe bán tải ở phía tây của thành phố Sydney vào hôm Chủ nhật. Thái Dương, 41 tuổi và con gái là Hailey, 11 tuổi, là hành khách ngồi ở ghế sau trên chiếc xe công nghệ của công ty Didi có liên quan đến vụ tai nạn trên đường Milpera ở Milpera vào khoảng 7 giờ 40 phút tối. Chiếc xe Toyota đã bị lật trong vụ va chạm, cả 4 người ngồi trên xe bị mắc kẹt ở bên trong, những người chứng kiến đã chạy tới giúp đỡ. Dương và Hailey chết tại hiện trường, trong khi cậu con trai 9 tuổi Justin của Thái Dương cũng ngồi ở phía sau, được kéo ra khỏi chiếc xe. Cậu bé được các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện Nhi Đồng ở Westmead và đang trong tình trạng nguy kịch. Tài xế Didi cũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng đã ổn định. Gia đình của Thái Dương được tiết lộ là thành viên của trường tiểu học công giáo St. Brendan ở Central Bankstown sau khi trường này gửi tin tức về sự kiện bi thảm trong một email gửi tới phụ huynh vào hôm thứ Hai. Tôi vô cùng nặng lòng khi thông báo với các bạn rằng vụ tai nạn được báo cáo trên bản tin sáng nay có liên quan đến một thành viên trong cộng đồng trường học của chúng tôi, hiệu trưởng Patricia Ledler nói. Bi kịch thay, Halia Dương, học trò lớp 6, cùng với bố là Thái Dương, đã tử vong trong vụ tai nạn tối qua. Em trai của Halia là Justin Dương, học lớp 4.
đang nằm ở bệnh viện trong tình trạng ổn định. Lúc này chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình khi họ đau buồn trước sự mất mát này. Nhà trường cho biết sẽ hỗ trợ và chăm sóc cho gia đình này. Nhà trường cho biết là một cộng đồng nhà trường, chúng tôi cầu nguyện cho Hailey và gia đình của cô ấy, và cô ấy luôn ở trong suy nghĩ và những lời cầu nguyện của chúng tôi. Hỗ trợ tinh thần đã được cung cấp cho các học sinh nếu họ cần. Một người cha và con gái của ông đã thiệt mạng trong một vụ va chạm có liên quan đến một chiếc xe công nghệ, trong khi cậu bé và tài xế đang nằm viện. Nam tài xế Didi, 52 tuổi, được sơ cứu tại hiện trường và đưa đến bệnh viện Westmeath trong tình trạng nghiêm trọng nhưng đã ổn định. Người lái xe Jack, 19 tuổi, đã được điều trị vết thương nhẹ trước khi trải qua một cuộc kiểm tra bắt buộc tại bệnh viện Liverpool. Trợ lý ủy viên cảnh sát NSW Brit Mark Faden cho biết chiếc xe công nghệ đang rẽ phải thì bị chiếc xe tải đâm phải. Ông cho biết cảnh quay từ camera hành trình từ chiếc xe công nghệ đã được xem xét. Tôi hài lòng rằng vào thời điểm đó, đèn điều khiển giao thông vẫn hoạt động và người lái xe công nghệ đã rẽ phải, và trên camera hành trình có thể thấy rõ rằng có những phương tiện khác đang đi ngược chiều, Mark Faden nói. Ông nói người lái xe công nghệ có một đèn xanh duy nhất không có mũi tên, nghĩa là anh ta có thể rẽ khi thấy an toàn. Cả hai tài xế sẽ được phỏng vấn trong những ngày tới. Một người đàn ông 19 tuổi ngồi sau tay lái của chiếc xe thứ hai liên quan đến vụ va chạm đã bị thương nhẹ. Người phát ngôn của Didi xác nhận tài xế chia sẻ xe đang sử dụng nền tảng của họ khi vụ tai nạn xảy ra. Người phát ngôn cho biết, chúng tôi biết về một vụ xảy ra trong chuyến đi của Didi ở Sydney vào tối chủ nhật ngày 26 tháng 5 dẫn đến cái chết của hai cá nhân. Didi sẽ làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra vụ việc. Trái tim của chúng tôi hướng về những người có liên quan và những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc này và sẽ hỗ trợ bất cứ khi nào có thể. Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Mark Faden cho biết đây là một cảnh khó khăn đối với cảnh sát, nhưng các sĩ quan đã chung tay phục vụ cộng đồng. Ông nói, chúng tôi muốn giúp đỡ cộng đồng và vào bất kỳ ngày nào, sự giúp đỡ đều có một góc nhìn rất khác. Đêm qua đã giúp đỡ những người liên quan đến vụ tai nạn. Chúng tôi rất tự hào khi thực hiện công việc đó, nhưng đó là điều sẽ gây tổn hại theo thời gian. Bất cứ ai có thông tin gì về vụ tai nạn nên liên hệ với cảnh sát. Bạo lực học đường ở trường trung học cơ sở North Bay gây ra sự thất vọng. Phụ huynh của các học sinh tại trường trung học cơ sở Sinaloa ở Novato đang vô cùng tức giận sau một vụ ẩu đả mới nhất trong khuôn viên của trường. Trong đó một cô gái trẻ bị ba học sinh khác tấn công. Nhà trường đã tổ chức một cuộc họp vào tối thứ ba để thảo luận về cách họ đang nỗ lực hạn chế bạo lực trong khuôn viên của trường. Cuộc họp chỉ dành cho phụ huynh. Trước khi cuộc họp bắt đầu thì các phóng viên được yêu cầu rời đi và không được cho biết lý do tại sao họ không được phép ngồi vào cuộc thảo luận diễn ra trong khuôn viên trường công. Bên ngoài trường thì phụ huynh nói rằng một số học sinh sợ đến trường. Jim Mark Alpen, cha của một học sinh ở Sinaloa cho biết cô bé không vui khi đến trường mỗi ngày. Một ngày nào đó vì cô ấy không biết điều đó sẽ xảy ra với mình. Là một học sinh lớp 6 đến trường mà lại sợ hãi là một vấn đề rất lớn. Đoạn video ghi lại cảnh đánh nhau diễn ra vào thứ sáu tuần trước cho thấy một nữ sinh mặc quần xám nằm trên mặt đất bị ba học sinh khác tấn công. Hiệu trưởng đã gửi email cho phụ huynh cho biết học sinh đã biết một ngày trước đó rằng sẽ xảy ra đánh nhau. Điều này dẫn đến một cuộc dẫm đạp rất lớn của các sinh viên của chúng tôi, vài trăm người trong số họ, chạy quanh khuôn viên trường tìm kiếm để xem cuộc chiến khi nó xảy ra. Đám đông này ngày càng đông hơn khi họ chạy qua khuôn viên trường, khiến một số sinh viên bị ngã và theo đúng nghĩa đen thì đã bị người khác dẫm qua. Trong cùng một email đó, hiệu trưởng nói thêm, xin biết rằng những hậu quả nghiêm trọng đã được đưa ra đối với những học sinh phạm tội gây tổn hại về thể chất cho học sinh khác. Các phụ huynh khác nói rằng con em của họ sẽ đứng ra tố cáo nhưng chúng sợ hãi. Gina là mẹ của một học sinh cho biết, chúng tôi có những cậu bé tình nguyện cung cấp thông tin, các em sẽ đến đó, chúng sẽ giúp đỡ. Nhưng trong xã hội ngày nay, bạn không thể lo lắng về việc bản thân sẽ gặp rắc rối.
Nhưng các bậc phụ huynh cho biết đây không phải là vụ bạo lực duy nhất trong khuôn viên trường trong năm học này. Jim Campin cho biết vụ bạo lực gần đây không có gì mới đối với trường học. Con gái lớn của ông là một cựu học sinh của trường, là nạn nhân của bạo lực trong khuôn viên trường. Mark Alpine nói, thành thật mà nói, theo quan điểm của tôi, nhà trường thậm chí còn không giải quyết được vấn đề đó. Họ đã giấu nó đi. Chuyện này xảy ra cách đây 3 năm, nên trong 3 năm tôi đã theo dõi bạo lực có hệ thống. Cha mẹ nói rằng không có gì được thực hiện để giải quyết vấn đề. Và sau cuộc họp, các bậc phụ huynh cho biết họ cũng cảm thấy bối rối như khi bước vào. Các quan chức của trường sẽ chỉ nhận những câu hỏi được ghi trên thẻ mục lục và những câu hỏi đó đã được lọc để họ chỉ trả lời những câu hỏi mà họ muốn. Mark Alpine nói, tôi có cảm giác như nhà trường đang cố gắng giải quyết vấn đề theo cách không trực tiếp. Họ không muốn thừa nhận bất kỳ điều gì. Họ đang cố gắng tránh nói nhiều điều. Tôi tin rằng họ quan tâm, nhưng tôi tin rằng họ quan tâm nhiều hơn đến danh tiếng của mình. Nữ sát nhân khét tiếng, mang gương mặt thiên thần, mang vẻ đẹp tựa như thiên thần, Angelina Jolie, khiến những người bên cạnh không thể ngờ được rằng ả thực chất là một kẻ sát nhân khét tiếng. Ả đã đầu độc 4 người trong một gia đình trước khi bộ mặt thật được vạch trần. Angelina Jolie, người phụ nữ mang gương mặt thiên thần, là người phụ nữ da trắng đầu tiên bị kết án tử hình ở Mỹ. Không ai có thể ngờ là Angelina lại là một nữ sát nhân khét tiếng, giết người không gớm tay. Theo hồ sơ, thì nữ sát nhân khét tiếng mang gương mặt thiên thần này đã đầu độc người thân bằng thuốc trừ sâu trong những năm 1950. Trong số 4 nạn nhân bị Angelina sát hại có cả người con gái. Nạn nhân đầu tiên của Angelina là Ben Lillis, chủ một nhà hàng gia đình ở Macon. Ông Ben đột nhiên lâm bệnh vào năm 1951. Sau 3 năm kết hôn với Angelina, chồng của Angelina có các triệu chứng bệnh gồm có mệt mỏi, buồn nôn và đau dạ dày. Các bác sĩ đã cố gắng chữa trị nhưng không tìm được nguyên nhân gây ra bệnh. Ngày 25 tháng 1 năm 1952, ông Ben đã qua đời vì căn bệnh bí ẩn. Người ta cho rằng Angelina đầu độc chồng xuất phát từ việc cặp đôi từng cãi nhau. Khi còn sống thì ông Ben đã bán nhà hàng do gặp khó khăn về tài chính mà không nói với vợ. Điều này khiến cho Angelina tức giận vì cứ nghĩ sau khi chồng chết sẽ được thừa kế nhà hàng. Do đó, sau nhiều năm làm việc tích góp tiền bạc, bà đã mua lại được nhà hàng và đổi thành tên của mình. Trong mắt mọi người thì Angelina là một phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng và quyến rũ. Ả đã tái hôn với phi công Joe Neil Gabbard năm 1955. Tuy nhiên, sau một thời gian kết hôn, thì người chồng thứ hai qua đời sau khi thực hiện một ca phẫu thuật nhỏ ở cổ tay. Sau khi chồng thứ hai chết, Angelina nhận được khoản tiền bảo hiểm lớn và dùng để mua nhà mới, xe hơi mới. Đáng nói là chỉ vài tháng sau khi trở thành quả phụ lần thứ hai, thì ả lại bắt đầu hẹn hò với người mới. Angelina còn đầu độc mẹ chồng đầu tiên là bà Julia Lillis, tức là mẹ của Ben Lillis, rồi làm giả di chúc để thừa kế tất cả tài sản, tiền tiết kiệm của bà. Nữ sát nhân hàng loạt ra tay với bà Julia khi bà chuyển đến sống cùng sau khi Gabbard mất. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên thì Angelina và Ben có một người con gái tên là Marcia. Thay vì yêu thương con cái thì Angelina rất ghét Marcia, thậm chí nhiều lần dọa giết con. Năm 9 tuổi Marcia đã qua đời vì suy thận, nhưng Angelina đã không chút đau buồn nào. Tội ác của Angelina đã bị phơi bày khi một nhân viên trong nhà hàng phát hiện ra chất độc trong nhà hàng. Khi được nhân viên hỏi thì ả nói đó là thuốc diệt côn trùng. Câu trả lời của Angelina khiến cho người nhân viên đó nghi ngờ, bởi trong nhà hàng chưa từng có côn trùng phá hoại. Vì vậy, người nhân viên này đã gửi thư nặc danh tới cảnh sát để họ vào cuộc điều tra Angelina. Sau một thời gian điều tra, nữ sát nhân Angelina đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội đầu độc sát hại 4 người trong gia đình. Vào năm 1958, ả đã bị tuyên án tử hình và trở thành người phụ nữ da trắng đầu tiên bị xử tử tại tiểu bang Georgia. Tuy nhiên sau đó ả đã bị mất trí nên được đưa vào trại tâm thần thay vì ngồi bóc lịch. Năm 1977, nữ sát nhân mang gương mặt thiên thần chết vì đau tim ở tuổi 52.
kẻ hiếp dâm miệng thối 16 năm lọt lưới pháp luật đã bị bắt ở California. Gần 2 thập niên sau khi trốn khỏi Massachusetts trong thời gian hầu tòa, vào hôm thứ Ba 28 tháng 5, cảnh sát tại miền Bắc California đã hỗ trợ cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ một kẻ trốn lệnh truy nã trong một vụ hiếp dâm tại tiểu bang, nhà chức trách cho biết theo đài CBS News. Theo thông cáo báo chí do cơ quan cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ ban hành, nghi can bị bắt giữ có danh tính là Duan Kitley, phải hầu tòa trong vụ bắt cóc và cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ bằng dao ở Quincy, Massachusetts. Thông cáo cho biết tòa án tuyên án Lee trong một phiên tòa vào tháng 9 năm 2007, nhưng y bỏ trốn trước khi bị kết án. Cảnh sát tiểu bang Massachusetts treo phần thưởng lên tới $10,000 cho ai có thể chỉ điểm giúp bắt giữ Lee, và câu chuyện này xuất hiện nhiều lần trên chương trình truyền hình America's Most Wanted để thảo luận công khai về vụ án. Lee được mệnh danh là kẻ hiếp dâm miệng thối. Sau khi giới truyền thông biết được hơi thở hôi tối phản chủ là một trong những bằng chứng tố cáo Lee là hung thủ trong vụ hiếp dâm. Theo cơ quan cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ, thì Lee được cho là đào tẩu khỏi Massachusetts. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra được Lee đang lẩn trốn ở đâu, cho tới khi các nhà điều tra thuộc cảnh sát tiểu bang Massachusetts thu thập được thêm tình tiết vào đầu năm nay, cho thấy nghi can có thể là đang ở Diablo, một địa điểm được chỉ định thống kê dân số thuộc quận Contra Costa, cách vùng ngoại ô Danville thuộc đông vịnh East Bay vài dặm. Manh mối điều tra được gửi cho lực lượng đặc nhiệm đặc trách nghi can đào tẩu khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, trực thuộc Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ ở miền Bắc California. PSWRFTF phối hợp với Sở Cảnh sát Danville để xác định rằng Lee đang sinh sống trong khu vực. Hôm thứ Ba, các sĩ quan thuộc đơn vị bắt giữ nghi can nghiêm trọng đào tẩu thuộc Cảnh sát tiểu bang Massachusetts, viết tắt là VFAS, và Sở Cảnh sát Quincy đã tiến hành bắt giữ Lee cùng sự hỗ trợ của lực lượng PSWRFTF và Cảnh sát Danville. Vụ án kinh thiên động địa nào cũng đều rất là lạ lùng. Một nghi can tẩu thoát suốt 17 năm có lẽ đã dương dương tự đắc. Lạ ở chỗ là trong thời gian sống ngoài vòng pháp luật, nghi can không thực hiện thêm tội ác nào, đặc biệt là như những gì từng xảy ra. Nhà chức trách xác nhận rằng Lee đã bị bắt giữ gần ngã tư Hill Road và Diablo Road, gần trường tiểu học Green Valley Elementary School. Cảnh sát tiểu bang Massachusetts sau đó xác nhận Lee đã bị bắt giữ sau khi các sĩ quan cảnh sát Danville chặn xe Lee để kiểm tra giao thông. Ban đầu Lee khai tên giả, nhưng cuối cùng cũng thú nhận khi cảnh sát gây áp lực lên nghi can về danh tánh thực sự. Cảnh sát xác nhận được danh tánh nghi can nhờ dấu vân tay. Cảnh sát tiểu bang lưu ý rằng người phụ nữ đi cùng với nghi can vào thời điểm bị bắt giữ không hề biết y thực sự là ai, dù ở bên nhau tại California suốt 15 năm. Thông cáo báo chí lưu ý rằng vụ bắt giữ Lee trả lại công lý cho nạn nhân cũng như chấm dứt vụ án mà các sĩ quan thực thi công lực theo đuổi trong hơn 16 năm để truy tìm tung tích của Lee. Nhà chức trách cho biết Lee bị cảnh sát Danville bắt giữ và sẽ bị cơ quan này giam giữ chờ dẫn độ về Massachusetts. Hóa chất ở trong thuốc lá điện tử ở Mỹ có thể nặng hơn nicotine. Các chất thay thế nicotine đã được sử dụng trong thuốc lá điện tử đang được tung ra ở Mỹ và ở nhiều nước có thể mạnh hơn và gây nghiện hơn chính nicotine. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã công bố thông tin trên mặc dù dữ liệu khoa học vẫn chưa đầy đủ. Các chất tổng hợp có cấu trúc hóa học tương tự như cấu trúc của nicotine không phải tuân theo các quy định về thuốc lá. Và thuốc lá điện tử của Mỹ được lập ra để kiểm soát nicotine truyền thống là một loại chất gây nghiện cao. Điều đó có nghĩa là các nhà sản xuất có thể bán thuốc lá điện tử có chứa chất tương tự như nicotine tổng hợp như là sigmethyl nicotine ở Mỹ mà không cần xin phép FDA. Một quy trình có thể tốn kém, mất thời gian và thường không thành công. Các công ty thuốc lá lớn như là Altria Group và British American Tobacco đã mất doanh số bán hàng đáng kể tại Mỹ do làn sóng thuốc lá điện tử dùng một lần có chứa nicotine truyền thống đang được bán và không có sự cho phép chính thức của FDA.
Altria là nhà sản xuất thuốc lá Marlboro ở Mỹ đã nhấn mạnh việc sử dụng xích metin nicotine trong thuốc lá điện tử và các lựa chọn thay thế thuốc lá truyền thống khác. Trong một lá thư đề ngày 9 tháng 5 gửi tới FDA, Altria đã kêu gọi FDA đánh giá các hợp chất và ban hành thẩm quyền quản lý đối với chúng, đồng thời cảnh báo các chất có trong thuốc lá điện tử gây ra một mối đe dọa mới. Bức thư viết, việc đưa vào sử dụng và phát triển các loại hóa chất nhằm mục đích bắt chước tác dụng của nicotine, nếu không được kiểm soát, có thể gây ra những rủi ro không xác định cho người tiêu dùng Mỹ và làm suy yếu thẩm quyền của FDA. Trả lời câu hỏi của Reuters về xích metin nicotine và các chất thay thế nicotine khác, FDA cho biết trong một tuyên bố, mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn, một số dữ liệu mới nhất cho thấy các chất tương tự nicotine này có thể mạnh hơn là nicotine, chất vốn đã gây nghiện cao, có thể làm thay đổi sự phát triển trí não của thanh thiếu niên và có ảnh hưởng lâu dài đến sự chú ý, học tập và trí nhớ của nhóm tuổi này. Nicotine truyền thống có trong nhiều loại thuốc lá điện tử được chiết xuất từ lá thuốc lá. Ngược lại, xích metin nicotine được tạo ra hoàn toàn trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng hóa chất. FDA cho biết cơ quan này đang xem xét việc sử dụng các hợp chất tổng hợp như vậy và sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực của mình để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những sản phẩm có thể gây hại cho sức khỏe của nhóm tuổi này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị thích video này thì mong quý vị nhấn nút like để YouTube đề xuất video này cho nhiều người xem hơn. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.